Dương Tử bị đàn chị Na Anh chỉ trích thẳng mặt, giả tạo, không lễ phép ngay trên sóng truyền hình. Dẫu được đánh giá cao về diễn xuất, lại sở hữu nhiều tác phẩm làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ, song Dương Tử vẫn bị cho là một trong số diễn viên bị ghét nhất làng giải trí Hoa ngữ, với vô số ồn ào về cách ứng xử kém duyên, thái độ hạch sách nhân viên, hơn thua với đồng nghiệp hay nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Mới đây, Dương Tử lại đang tiếp tục bị vướng vào bê bối khiến cả Weibo dậy sóng. Lần này, không phải với đồng nghiệp, Dương Tử lại nhận về nhiều gạch đá vì liên quan tới Na Anh, nữ ca sĩ tiền bối và là giọng ca vàng của làng giải trí xứ Trung. Sự việc bắt đầu từ việc nữ diễn viên cá mực hầm mật tham gia show truyền hình Manh Thám Tra Án. Trong tập này, đàn chị Na Anh nhiều lần buông những lời cực phủ với Dương Tử, liên tục nói cô là kẻ giả vờ thanh thuần, xảo quyệt, không biết lễ phép, không có bất cứ ấn tượng tốt đẹp nào. Không chỉ vậy, Na Anh còn tuyên bố thêm, vậy thì ta sẽ hận cô. Điều này khiến cho nhiều netizen cho rằng giữa Na Anh và Dương Tử có mối quan hệ bất hòa. Dường như chịu áp lực lớn từ dư luận, Dương Tử ngay lập tức có động thái hòa hoãn. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên tát đàn chị vào bài viết và nói, chị Na Anh, sau này chúng ta hợp thành một đội nhé. Tiền bối Na Anh cũng nhanh chóng đáp lại, được nha, chị rất muốn chung đội với em, chị mà không biết chơi thì em hướng dẫn chị nhé. Động thái này đã chấm dứt drama bất hòa rộ lên trong giới của Dương Tử và tiền bối. Netizen xứ Trung cũng đã bình luận rằng, đây vốn là một show truyền hình giải trí. Việc Na Anh có những lời lẽ phũ phàng có lẽ là vì kịch bản muốn tăng hiệu ứng cho chương trình mà thôi. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ vẫn hoàn toàn tốt đẹp. Dương Tử không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ Hoa ngữ tại Việt Nam. Nữ diễn viên sinh năm 1992, bắt đầu đóng phim từ khi còn nhỏ và nổi tiếng với các tác phẩm như Nhà có trai có gái, Không phải hoa cũng chẳng phải sương, Hoang lạc tụng, Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật. Thậm chí năm 2016, cô được tạp chí Nam Đô bình chọn là một trong tứ tiểu hoa đáng thế hệ 9X bên cạnh Châu Đông Vũ, Quang Hiểu Đồng và Trịnh Sản. Tại Việt Nam, Dương Tử là một trong những diễn viên Hoa ngữ sở hữu lượng anti-fan hùng hậu. Trên Facebook, dễ dàng tìm thấy nhiều trang anti người đẹp phim Hương mật tựa khói sương với lượng like pay từ vài nghìn đến vài chục nghìn. Những tuyển tập phốt của nữ diễn viên 9X liên tục được cập nhật trên các trang này và nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo dân mạng. Không chỉ bị khán giả Việt ghét cay ghét đắng vì những thị phi đời tư liên quan đến thái độ cách ứng xử. Tuy nhiên, trong những mỹ nhân được mệnh danh là tiểu hoa đáng hiện tại, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh luôn là hai cái tên được đặt cạnh nhau như một cách so bì, mặc dù họ thuộc hai thế hệ 8X và 9X. Từng có những phân tích cho thấy, Dương Tử là ứng viên sáng giá để kế nhiệm vị trí của Triệu Lệ Dĩnh trong làng giải trí Hoa ngữ. Cụ thể, Triệu Lệ Dĩnh là cái tên hot trong làng giải trí xứ Trung, nhưng Dương Tử cũng đang là gương mặt gây chú ý. Cô được coi là Triệu Lệ Dĩnh thứ hai. Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia chung bộ phim Trù Tiên Thanh Vân Chí 2016 và dấy lên những nghi vấn có mâu thuẫn với nhau về việc giành vai diễn. Trong phim, mỹ nhân họ Triệu đóng vai Bích Giao, còn Dương Tử vào vai Lục Tuyết Kỳ. Cả hai đều là hai mỹ nhân có ảnh hưởng tới cuộc đời của nam chính, nên khán giả nảy sinh những tranh cãi ai mới là nữ chính trên phim. Thời điểm đó, sức ảnh hưởng của Triệu Lệ Dĩnh lớn hơn, nên nhiều người cho rằng cô là nữ chính và được ưu ái nhiều đất diễn hơn. Nữ diễn viên bị fan của Dương Tử chỉ trích là giành đất diễn của đàn em. Thế nhưng sau vài năm, cái tên Dương Tử giờ đây phổ biến không kém Triệu Lệ Dĩnh. Theo Sohu, việc hợp tác cùng dàn mỹ nam đình đám như Tiêu Chiến, Ngô Diệt Phàm giúp tên tuổi cô ngày càng nổi tiếng hơn. Những bộ phim có nữ diễn viên tham gia cũng là những tác phẩm đình đám như Hương mật tựa khói sương, Hoang lạc tụng 2. Xét về góc độ nổi tiếng, nữ diễn viên sinh năm 1992 hoàn toàn là người sáng giá kế vị của Triệu Lệ Dĩnh. Dương Tử cũng có một số điểm giống với Triệu Lệ Dĩnh ở nhan sắc. Cả hai đều có gương mặt kiểu ngây thơ. Họ đều bắt đầu đóng phim từ những bộ phim truyền hình cổ trang và phát triển theo hướng hình ảnh trong sáng.